Bạc hà này cay cay nữa chứ. Uống thử một ngụm nước nữa. Sao cái viên kẹo này có nhiều tác dụng hay vậy? Lại còn có thể chơi được nhiều trò thế á? Ôi trời ơi, em khó chịu quá, ngạt mũi quá. Ôi làm sao? Chị làm sao thế? Tối hôm qua chị ngủ đây, chị kể cho mà nghe. Ôi xuống, tối hôm qua bật điều hòa ngủ lạnh quá, ngủ say đêm không đắp chăn. Sáng nay hai cái lỗ mũi nghịt, làm nguyên cả một bịch giấy từ sáng đến giờ chị ngồi ôm bịch giấy không làm được cái gì luôn ý. Em khó chịu, mà chị không thở được rồi. Em đang định mang kẹo cho chị. Em làm sao em trêu chị à? Chị đang ốm rồi còn cho chị ăn kẹo. Ăn kẹo bây giờ chị có cảm nhận được cái gì đâu, mũi nghẹt rồi. Em bảo này. Sao? Đây không riêng là kẹo đâu. Thế là gì? Đây là kẹo trong mũi mắt họng đấy. Chị cũng bảo thử. Ủa? Chị không uống rồi. Chị ăn vào mà thử xem ngậm. Ngậm thế là chị sẽ không mũi mắt họng, chị sẽ không bị ngạt nữa. Thật á? Bây giờ có. Làm gì có kẹo nào mà hay thế? Bây giờ có xí muội với cả dưa hấu. Xí muội ở đây dưa hấu bạc hà đúng không? Wow, lần đầu tiên chị nhìn thấy một gói kẹo mà nó như một chai nước thế này luôn ý. Xí muội hay là bạc hà? Thôi ăn thử dưa hấu trước đi. Cái này là kẹo của Thái này em nè. Lần đầu tiên thấy luôn. Em mà như này á, chị tưởng là em mang cái túi sữa chua ấy chứ chả ai bảo là kẹo luôn nhở. Không sữa chua nước đúng không? Đây, sẽ bóc thử cái này nhá. Bóc nhá. Bóc đi, bóc gì nào. Mà không phải không chuyên nghiệp, không ăn bao giờ nên không biết. Wow, đây hả? Trời ơi mẹ ơi, giống viên thuốc vậy mẹ. Nào, con thử nào. Em có đúng không nha? Wow, ngon ha. Mẹ mồm ra hít gió vào. Hả mồm ra á? Có cảm giác ngon. Miệng chị đang ngậm nguyên một cục băng luôn ấy. Bây giờ chị có ra đất cọc uống thử một lốt đi. Bạc hà này cay cay nữa chứ. Uống thử một ngụm nước nữa. Sao cái viên kẹo này có nhiều tác dụng hay vậy? Lại còn có thể chơi được nhiều trò thế á? Đây nào. Chuẩn luôn. Ngậm nước vào á, nó giống như là mình đang uống nước lạnh nó trôi vào xuống cổ họng luôn ý. Đúng không? Trời ơi, trời. Ủa? Ủa, chị thở được rồi đấy. Em đã bảo rồi mà. Nhờ, không mũi luôn ý. Sao từ lãnh giờ em không thấy hát gì. Hết luôn. Thế còn bị xí muội không biết như nào nhỉ? Mình có lên thử luôn không? Muội thì không ngon bằng dưa hấu. Thử nhá. Thằng nào cũng thấy mình phải thử mình mới biết được. Cái viên này tròn này. Viên này á hình bầu dục. Viên này viên này hay chưa Du này? Đây chỉ là chữ A thôi. Đây là chữ A. Còn cái này nó như thế này mà dưa hấu. Ôi mắt của Hồng thích thế. Nhưng mà viên dưa hấu nhìn đẹp hơn đúng không? Ngon hơn. Nhưng muội không ngon bằng. Để chị ăn thử xí muội, chị cũng chưa ăn xí muội bao giờ. Dạ bên này vào đây nha. Xí muội cũng ngon. Xí muội là ô mai. Xin chào tất cả các bạn xem và ủng hộ mình một subscribe.